Rồi ok, mình sửa part 5, 10 câu. Look at the picture and read the story. Nhìn vào bức hình, đọc câu chuyện. Write some words to complete the sentences about the story. Là viết một vài từ để hoàn tất các cái mẫu câu về câu chuyện. You can use one, two or three words. Sử dụng một, hai hoặc ba từ. There are two examples. A day at the zoo with Uncle Fred. Một ngày ở sở thú với lại ông chú Fred. Rồi ok, mình đọc câu chuyện rồi làm thôi ha. My name is Paul, tôi tên là Paul. Last Sunday, Uncle Fred took my sister Sally and me to the zoo. Vào chủ nhật tuần rồi, ông chú Fred dẫn chị tôi là Sally. À, ở đây trong hình nhỏ hơn, vậy là em gái tôi ha. Em gái tôi là Sally và tôi to the zoo. Đến sở thú. It was a cold windy day. Đó là một cái ngày lạnh và lộng gió. We had to wear hat and scarf. Bạn nhìn vô hình nè, bạn thấy we had to wear hat, đội nón, and scarf và khăn choàng. Chúng tôi phải đội nón và mang khăn choàng bởi vì trời lạnh và lộng gió. We went on a train and I sat next to the window. Chúng tôi đi bằng xe lửa và tôi ngồi kế bên cửa sổ. Rồi ngay chỗ này nè các bạn, we went on a train. Vậy câu số 1 người ta hỏi gì đây? They went to the zoo by chấm chấm chấm. Điền vô bài gì? Ok, bài train easy hả? Gạch tích chỗ này liền. Đó, phải không? Đây là thông tin của câu số 1. Ok, và chúng tôi đi bằng xe lửa và chúng tôi ngồi kế bên cửa sổ. We went to see the panda first. Rồi, chúng tôi đi nhìn hoặc là đi xem con gấu trúc đầu tiên. Vậy bên câu số 2 ta hỏi gì đây? The first animal that they saw at the zoo were the chấm chấm chấm. Cái con vật đầu tiên mà họ nhìn thấy tại sở thú là con gì? Panda đúng không? Panda đúng rồi. Đây nè. We went to see the panda first đó. Ok, then we look at the elephant and then we look at the elephants. Và rồi chúng tôi xem những con voi. They were very big and very strong. Chúng rất là bự và rất là khỏe. Ok các bạn, xong hả? Qua part 2. Rồi đoạn 2 mình lại tiếp tục đọc dịch và làm. Dễ quá. Làm càng ngày càng lên tay nha. Nhanh lắm. Phải làm nhanh thôi. Bởi vì các bạn không làm nhanh, các bạn sẽ không kịp giờ đâu. Thao tác phải nhanh vậy đó. Ok. Rồi câu số 3 ta hỏi. I wanted to see the monkey after lunch. Ở đây có thiếu chủ ngữ, có động từ wanted to see the monkey after lunch. Rồi mình kiếm trong bài tiếp ha. Đọc after lunch, Sally chose to see the monkey. Ok, sau buổi ăn trưa thì Sally chọn để xem những con khỉ. Vậy mình điền vô liền. Hả? Đây chỉ có phải là câu số 3 không? Đúng rồi. Ai muốn xem đây? Hả? Quay qua bên kia mình điền là Sally. Ok, Sally. Sally là ai vậy các bạn? Em gái đúng không? Đúng rồi. Sally wanted to see the monkey after lunch. Number 4. There weren't any chấm 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 at the zoo. There weren't là không có, đã không có bất kỳ cái gì ở tại sở thú. À, thì mình coi, mình quay qua bên bài, mình đọc tiếp. Giraffe are her favorite animal, but there weren't any at the zoo. Giraffe là cái con thú yêu thích của cô ấy, nhưng mà không có con nào ở tại sở thú hết. Ok, vậy thì không có con nào, con giraffe ở tại sở thú đúng không? Ok, mình gạch ngay chỗ này, mình lại tiếp tục đánh dấu là câu số 4. Rồi. Tiếp tục qua bên đây điền vô giraffe. Nhớ nha, giraffe đếm được ha. Mà các bạn đừng cho nó bê đề nha. G, ok. Giraffe. Thêm S vô giùm ha. Ok, giraffe. There weren't any giraffe at the zoo. Number 5, a monkey. Wow, Sally, chấm chấm chấm. Con khỉ thì nó, cái chữ S này nè, là của ha các bạn. S là của. Rồi, con khỉ nó đã wore là nó đội hoặc nó lấy, nó mặc, nó mang cái gì của Sally. Rồi quay qua bài kiếm tiếp tục. I wanted to take a photo of Sally with the monkey. She took up her scarf and put it on the wall. One of the monkey picked it up
Her scarf and put it on. Okay. Vậy con khỉ nó loại cái gì đây? Scarf, khăn tròn của Sally, đúng không? Very easy. Piece of cake, dễ như ăn bánh ha. Quay qua đây mình điền vô liền. A monkey wore Sally's scarf. Number 6, the monkey looked funny and paw chấm 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 office. Con khỉ thì nó nhìn rất là hài hước và paw thì làm cái gì office? Paw thì làm cái gì office? Okay. Chúng ta có chủ ngữ là paw ha các bạn. Rồi chúng ta ở đây có tân ngữ là it và chúng ta ở đây thiếu một cái động từ gì đó. À, đó là cái cách mà mình phân tích câu. Rồi mình qua bên kia mình lại tiếp tục mình kiếm thông tin. I took a photo of the monkey because it looked funny. Đúng không? Dễ quá. Ai ở đây nè, lúc nào cũng vậy hết. Khi mà bạn kiếm được cái thông tin rồi á, cái bạn lại bị hơi bị mình bị ngớ ngẩn ở chỗ là mình không ai là tôi. Mà tôi thì đầu câu chuyện lúc nào người ta cũng nói tôi là cái nhân vật nào ha. My name is gì đó. Đây my name is Paul. Paul ở chỗ này nè. My name is Paul. Và ở đây câu hỏi á, thì người ta lại không có hỏi là ai. Ở đây ai took a photo of monkey. Mà người ta hỏi là Paul. Mà mình hiểu được là Paul. Thì trong bài này Paul chính là ai đó phải không? Đúng không các bạn? Tôi là Paul nè. Đi kiếm Paul hoài sao ra. Trong khi thông tin nó nằm sờ sờ ở đây là I took a photo of the monkey because it looked funny. Ok, vậy ngay chỗ này đó là thông tin của câu số 6. Rồi mình tiếp tục mình qua bên đây. Vậy thằng Paul này nó làm gì con khỉ vậy các bạn? Hả? Nó took a photo. Rồi, office. It ở đây là it đây là gì? It này là thế cho gì đây? Đại từ thì nhiệm vụ của nó là thay thế cho hả? Cho gì? Cho danh từ. Vậy trong tình huống này nó thay thế cho danh từ gì đây? Các bạn, thay thế cho cái danh từ mé trước của nó. À. Cho nó băng đường lội suối nó vô cái chỗ này nè. Cho nó xuống chút xíu nữa đi, nó hơi bị ngắn quá. Ok. Rồi nó qua bên đây, nó dầm qua bên đây nè. Nó mới băng lên và nó xỉa vô. Vậy ok các bạn, it này chính là monkey đó ha, đúng không? It chính là monkey. Vậy the monkey look funny. Con khỉ nhìn hài hước và Paul took a photo of it, tức là chụp cái hình của con khỉ. Nó hơi đảo lại tí xíu trong bài cho nên các bạn để ý. Ở bên đây người ta cho nè, I took a photo of the monkey because it look funny. It ở đây nè cũng y chang như vậy, nó sẽ thế cho con khỉ đó ha. It nè, đúng không? Thì tương tự ở đây người ta nói con khỉ trước rồi ta nói it sao ha. Ok các bạn, rồi mình qua vòng cuối cùng dễ ha. Rồi bên đây cũng tương tự như vậy, mình còn có ba câu cuối thôi. Câu ổ 4 câu, the animal that Paul like best are. Cái con thú mà Paul thích nhất là con gì? Rồi quay qua bài mình đọc. Then I wanted to see the dolphin because they are my favorite animal. Vậy Paul thích nhất là con gì các bạn? Dolphin đúng không? Đúng rồi. They are my favorite animal. Nhớ không? Favorite animal bằng like best. Rồi đánh dấu vô ngay đây là của câu số 7. Rồi tương tự như vậy, câu số 7 mình ghi vô là dolphin. Ok các bạn, vừa làm vừa giảng cho các bạn luôn đó. Ok dolphins, nếu mà các bạn viết tới đây thì các bạn sẽ lại bị cái gì nữa đây hả? BD, dolphin điểm được. Tiếp tục, the dolphin nose hit. Cái lỗ mũi của con dolphin nó hit, nó đụng phải cái gì? À, mình đọc tiếp. When Uncle Fred took a photo of me next to the pool. Khi mà chú Fred hoặc là cậu Fred
Chụp hình của tôi kế bên hồ bơi. A dolphin came out of water and hit a ball with its nose. Con cá heo, con cá lợn ha, nó xuất hiện ra khỏi mặt nước, nó đụng cái trái banh bằng cái lỗ mũi của nó. Vậy người ta hỏi con cá lợn nó đụng cái gì? Cá heo ha, chứ không phải cá lợn ha. Ok, vậy thì hit a ball. Ok, mình sẽ điền vô là hit a ball. Đây là câu số 8. Rồi qua bên đây điền a ball vô, dễ không? Gõ vô ha, B-A-L-L. Rồi, paw close were chấm chấm chấm. Thầy chưa đọc thầy cũng đoán nên được là chặt ướt hay gì đây? Paw close, quần áo của paw thì nó làm sao? Bởi vì dolphin came out of the water near him. Bởi vì con cá heo nó ra khỏi nước ở gần anh ấy, tức là nó phóng ra khỏi mặt nước ha. Rồi mình đọc, oh no, I laugh. Không, tôi cười. Now all my clothes are wet. Đúng không? Thầy đoán quá hay luôn. Tôi cười là bây giờ thì tất cả quần áo, đồ đạc của tôi thì nó bị ướt rồi. Con cá heo nó nhảy ra một cái thì nó văng nước là phải ướt thôi. Chớ làm sao? Đây là câu số 9. Vậy bạn điền qua quần áo của Paul thì nó bị wet. Ok, were wet. W-E-T. Ok, tiếp tục. Uncle Fred gave Paul his chấm 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 and then they went home. Chú Fred thì đưa cho Paul cái gì của ông ấy và rồi họ đi về nhà. Rồi mình qua đây ước chắc đưa đồ gì mặc quá. Uncle Fred laughed and said, here Paul, put my coat on. Ok, đây nè Paul ơi, mặc cái áo khoác của chú vô đi. Thấy chưa? Câu chuyện của các bạn rất là phức tạp cho nên thầy đọc, chưa đọc thầy đã đoán ra được rồi. Ok, đây là câu số 10. Mình đưa nó ra một chút. Rồi mình đánh dấu ngay đó. Rồi mình qua bên đây mình điền vô là gì đây? Uncle Fred gave Paul his coat. Ok, coat. C-O-A-T. And then they went home. Rồi còn lại một câu thầy đọc dịch tiếp cho các bạn. Then Uncle Fred says, now let's go home. And we did. Và rồi ông chú Fred ổng nói, bây giờ chúng ta hãy về nhà, và chúng tôi đã làm điều đó, tức là chúng tôi đã đi về nhà đó. Ok các bạn, rồi thầy đọc dịch lại, thầy đọc lại một lần nữa cho các bạn dò theo ha. My name is Paul. Last Sunday, Uncle Fred took my sister Sally and me to the zoo. It was a cold, windy day, and we had to wear hats and scarf. We went on a train, and I sat next to the window. We went to see the panda first. Then we looked at the elephants. They were very big and very strong. Tiếp tục qua đoạn 2. Ok. After lunch, Sally chose to see the monkeys. Giraffes are her favorite animal, but there weren't any at the zoo. I wanted to take a photo of Sally with the monkeys. She took up her scarf and put it on the wall. One of the monkeys picked up her scarf and put it on. I took a photo of monkey because it looked funny. Ok, đoạn 3 cuối cùng các bạn dò theo ha. Vừa dò vừa đọc theo, tí xíu thầy mượn các bạn đọc đấy. Then I wanted to see the dolphins because they're my favorite animals. When Uncle Fred took a photo of me next to the pool, a dolphin came out of the water and hit the ball with its nose. Oh no, I laughed. Now all my clothes are wet. Uncle Fred laughed and said, here, Paul, put my coat on. Thank you, I said. Then Uncle Fred said, now let's go home. And we did. Câu chuyện thật là thú vị. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn.